Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đặc biệt là trong thời kỳ bầu bì, được chồng yêu thương chăm sóc thì còn gì bằng. Nhưng ngay chồng nổi tiếng mạng xã hội, những ngày qua vừa chăm con khéo, vừa tranh làm hết việc nhà cho vợ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhân vật trong câu chuyện ngôn tình là anh Triệu Quốc Đạt, 30 tuổi, đến từ Quy Nhơn, và vợ là chị Ngô Thị Thu Hải, 30 tuổi. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh anh Đạt mặc bộ quần áo ở nhà dành cho bà bầu của vợ, luôn chân luôn tay, làm hết việc nhà, từ lau chùi, dọn dẹp đến chuẩn bị đồ ăn cho vợ. Trong khi đó, chị Thu Hải ngồi thoải mái tựa lưng trên ghế sofa, vừa ăn uống, vừa xem tivi thư giãn. Thỉnh thoảng, anh Đạt lại quay sang âu yếm, vuốt ve vợ và em bé đang nằm trong bụng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của hội chị em, nhận hơn 11.000 lượt thích chia sẻ, nhiều lời khen ngợi có cánh được chị em không ngớt dành tặng cho anh chồng Quốc Dân vì sự đảm đang và chịu vợ hết mực của anh. Thế nhưng, một số tài khoản lại cho rằng clip này dàn dựng để câu like, nhưng anh Đạt cho biết mặc kệ, miễn sao vợ chồng lưu giữ được khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ khi vợ mang thai là được. Anh luôn tự hào vì tự tay mình có thể chăm sóc được vợ và con. Đàn ông làm việc lớn là một chuyện, nhưng không thể không để ý đến việc nhà, huống hồ chi là chăm người phụ nữ của đời mình thì không có gì phải nề hà. Gần đây xôn xao về tin tức một hacker mạng nổi tiếng trên mạng đang sinh sống ở thành phố Thiểm Tây, tỉnh Tây An, có cả triệu người theo dõi bị tố ở bẩn quỵt tiền nhà. Trên trang cá nhân, cô nàng hot girl Lisa thường xuyên đăng tải những bức ảnh xinh xắn, trekking ở những chỗ sang chảnh. Tên thật của cô là Lý Ngã Giai, biệt danh là Lisa, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Chủ nhà trọ nơi Lisa sinh sống cho biết, cô nàng thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, khiến chủ nhà tưởng rằng đây là một cô gái sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm cho Lisa thuê nhà, chủ nhà mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra cô gái xinh xắn kia lại là một người lười biếng, ăn ở bừa bộn. Không những vậy, cô chủ nhà còn phát hiện ra cả chất thải của chú chó cưng mà cô gái này nuôi. Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc, cư dân mạng đã kéo nhau khủng bố trên trang cá nhân của cô nàng hot girl này. Sau khi bị đả kích, Lisa không những không dọn nhà mà còn quỵt luôn cả tiền nhà trọ, đổi tên trang cá nhân, khóa luôn Facebook. Cô gái ai nấy đều mơ ước sở hữu thân hình lý tưởng, sau đó bao vòng nóng bỏng. Thế nhưng nếu không thoát khỏi những cám dỗ đồ ăn thì mơ ước chỉ mãi là xa vời. Như cô bạn Nguyễn Thúy Nhung sau đây, phải rất kiên trì cố gắng mới có được vòng eo 60cm như ngày hôm nay. Cô nàng có vòng eo 60cm đáng ngưỡng mộ chính là Thúy Nhung, 25 tuổi. Hiện đang quản lý một quầy thuốc Tây và thi thoảng có tham gia chụp hình nghệ thuật, hình lookbook. Cô cho biết, ngày xưa mình đâu có được như thế này. Khi đó mình bụng béo, mặt mụn, đen nhảm luôn. 22 tuổi mình bắt đầu đi làm. Trong công ty chỉ có mình là vừa đen, vừa có ngoại hình tệ nhất nên rất tự ti, đặc biệt vóc dáng còn chưa được mảnh mai, hơi mập. Cô tham khảo các biện pháp và cuối cùng quyết định đi tìm đến phòng tập. Mình đăng ký tập gym luôn ngay sau đó và thuê luôn huấn luyện viên để hướng dẫn. 3 tuần đầu đi, cơ và từng thớ thịt trên người mình căng cứng, sưng đau, không thể đi đứng bình thường nổi. Nhờ gym mà mình có vòng eo 60cm cùng cơ thể săn chắc, lúc nào mình cũng thấy khỏe khoắn nữa. Thúy Nhung nói thêm, biện pháp của Nhung không xa lạ, thậm chí còn cực kỳ quen thuộc nữa. Tuy vậy, câu chuyện trong phòng gym vẫn là một rào cản với nhiều người vì hàng tá lý do mà đôi khi sau tuần tập đầu tiên, chính chúng ta lại lùi bước bỏ cuộc. Muốn đẹp không phải đơn giản, bạn phải đổ mồ hôi trên sàn tập mới hái được trái ngọt như cô gái này nhé.